Trước hết thì các bạn nhìn thấy trên màn hình một cái đoạn lệnh với đầu vào thường hở là X0, đầu vào thường đóng là X1 và đầu ra Y0. Thì đây là một đoạn code gọi là kinh điện. Tại vì sao mình lại nói là kinh điện? Tại vì đa số hầu hết các project khi mà lập trình, chúng ta đều sử dụng cái đoạn code này. Và tất nhiên là đa số nha, có thể một số ít là không dùng. Chúng ta sẽ thử vào phần mềm và lập trình một cái bài toán đơn giản. Trước hết chúng ta sẽ tạo một cái project mới. Sau đó các bạn sử dụng các câu lệnh này. Các bạn lấy tiếp điểm thường hở, gán địa chỉ cho nó là x0. Và một đầu ra, gán địa chỉ cho nó là y0. Cho bạn nào chưa biết, thì nếu khi mà lập trình, cái phần hiển thị màu nâu, tức là các bạn chưa biên dịch chương trình. Và để biên dịch chương trình thì các bạn có thể nhấn F4, hoặc là các bạn có thể chọn Compile và chọn Build. Thì đây là bài toán cơ bản nhất. Các bạn hãy tưởng tượng đầu ra Y như một cái đèn, còn đầu vào X như một cái nút nhấn hay là một cái công tắc đều được. Để cái đèn này sáng thì chúng ta cần có một cái nguồn điện. Ví dụ như mình sử dụng một cái ắc quy chẳng hạn. Sau đó các bạn nối một đầu của ắc quy đi qua nút nhấn, và từ nút nhấn thì nối tới đèn báo. Và đầu còn lại của đèn thì các bạn nối với đầu còn lại của ắc quy. Để đèn sáng thì mạch sẽ phải kín, mà hiện tại nút nhấn của chúng ta đang hở mạch. Do đó để mạch kín thì chúng ta sẽ phải nhấn nút. Khi mà nhấn nút thì dòng điện sẽ từ dương nguồn của ắc quy đi qua nút nhấn, đi qua đèn báo và trở về âm nguồn. Lúc này mạch sẽ kín và đèn sẽ sáng lên. Khi mà chúng ta thả nút ra thì mạch hở và làm đèn tắt đi. Đây là nguyên lý cơ bản nhất khi mà chúng ta học điện hay là học tự động hóa. Nếu bạn nào mà không hiểu thì có thể học lại kiến thức cơ bản về điện, hay là học thêm cái mạch máy ấy. Tại vì mạch máy là kiến thức nền tảng trước khi mà chúng ta học PLC. Rồi, đó chính là cách bật tắt đèn bằng nút nhấn. Quay trở lại cái phần mềm Mitsubishi, các bạn hãy hình dung hai đường hai bên này, bên trái và bên phải của phần mềm là hai cái dây điện, và có một cái nguồn điện nối với hai cái sợi dây đó. Lúc này hai dây điện đã có một cái nguồn điện đã sẵn sàng rồi. Chúng ta chỉ việc nối bóng đèn vào hai sợi dây đó thì đèn sẽ sáng lên. Ví dụ như ở đây, để Y0 có thể lên 1 thì phải có cái dòng điện đi qua nó, mà Y0 lại nối với tiếp điểm X0. Do đó tiếp điểm X0 phải có điện thì dòng điện mới đi tới Y0 được. Vậy là khi ta nhấn nút X0 thì mạch sẽ cho dòng điện đi qua. Lúc này dòng điện từ dương nguồn đi qua X0, đi qua Y0 rồi trở về âm nguồn, và lúc này Y0 có điện. Để ngắt nguồn điện thì chúng ta chỉ việc thả nút nhấn ra thì dòng điện sẽ bị ngắt ở tiếp điểm X0. Do đó Y0 cũng mất điện theo. Vậy là chúng ta đã điều khiển được Y0 thông qua X0 rồi. Thì đây là nguyên lý lập trình cơ bản của PLC Mitsubishi nói riêng, và đa số các dòng PLC nào cũng tương tự như vậy. Các bạn chỉ cần hiểu một cách đơn giản như thế này là có thể học và hiểu rất nhanh về PLC. Bài học sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các bit logic hay dùng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem kênh thì hãy nhấn đăng ký để xem các bài học tiếp theo nhé. Xin chào!